Giữa cuộc sống bộn bề và mệt mỏi này, mọi người đều đi tìm nơi dừng chân của mọi người để trút hết những muộn phiền, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với tôi, nơi đây là nơi tôi dừng chân trở lại và ngồi nơi này để lắng nghe những lời vàng ngọc của các sư cô và sư thầy đã nói lên cho chúng tôi nghe, và mọi người đều nghe tiếng kinh Phật và những tiếng chuông và tiếng mõ làm cho con người của chúng ta thanh thản làm sao. Hy vọng các bạn và tôi sẽ đều được ngồi ở đây cùng nhau lắng nghe những điều Phật dạy ngày xưa và trút hết những muộn phiền mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày, để chúng ta có thể bình tâm lắng nghe uy nghi của Đức Phật. Tôi Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you.